tất cả bà con, chuẩn bị dịch ngày hôm nay và ngày mới đầu tuần ngày thứ ba, giá cà phê tại hai sàn cà phê là London và New York thì giảm rất là mạnh bà con nha. Xin chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại cái Đà Farm nha. Thưa bà con, hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2022, mình Đà Phú Hào sẽ quay trở lại quay giá cà phê giờ tiêu tại địa phương ở tỉnh hôm nay. Ngày thứ ba sẽ thử tiêu độ ra sao cho bà con tham khảo nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi giá cà phê và giờ tiêu ngày hôm nay ngày thứ ba nha. Thưa bà con, chốt phiên dịch ngày hôm nay bằng giờ mở đầu tuần ngày thứ ba tại sàn cà phê Rota thì giảm rất là mạnh bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng giống ngày tháng 1 giảm 60 đô xuống còn 2.375 USD đến tấn. Kỳ hàng giống ngày tháng 3 giảm 56 đô. Kỳ hàng giống ngày tháng 5 giảm 55 đô. Kỳ hàng giống ngày tháng 7 giảm 52 đô bà con nha. Thưa bà con, công chiều giảm tại sàn cà phê London thì chốt phiên dịch ngày hôm nay bằng giờ mở đầu tuần tại sàn cà phê Arabica thì giảm khá mạnh bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng giống ngày tháng 3 giảm 3,55 sen xuống còn 234,90 sen trên pound. Kỳ hàng giống ngày tháng 5 giảm 3,35 sen. Kỳ hàng giống ngày tháng 7 giảm 3,25 sen. Kỳ hàng giống ngày tháng 9 giảm 3,25 sen bà con nha. Vậy là chốt phiên dịch ngày hôm nay bằng giờ mở đầu tuần ngày thứ ba cả hai sàn cà phê London và New York đều giảm khá mạnh. Bây giờ Đài Phú Hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bằng giá cà phê bằng giờ tiêu ngày hôm nay ngày thứ ba đầu tuần tại các địa phương ở tỉnh sẽ phải tiêu độ ra sao bà con nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bằng giá tiêu xô cả tỉnh ngày hôm nay ngày thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2022. Thưa tất cả bà con, sau đây là bằng giá cà phê và tiêu xã hôm nay ngày thứ ba tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Thưa bà con, ngày hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đã thu mua vào giá cà phê là 40.700 đồng trên ký. Giá tiêu xã hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đã thu mua vào là 80.100 đồng trên ký. Giá tiêu này đang thu mua vào lịch nhỏ bà con nha. Thưa bà con, khi bà con bán ra giá tiêu lịch nhỏ, lịch thiếu hay lịch đủ thì giá tiền cũng ngang ngửa nhau. Vì sao là như vậy? Vì nếu bà con bán lịch nhỏ, lịch thiếu thì đại lý người ta sẽ mua giá cao hơn.
thì bà con bạn lịch đủ, lịch đúng hay lịch chuẩn thì lợi lý người ta sẽ mua giá thấp hơn. Vì vậy khi bà con bạn ra giá tiêu thì không có gì thay đổi nhiều nha. Nếu bà con thấy kênh Đào Phao mình thú vị, bổ ích thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký miễn phí bà con nha. Bà con và mọi người nhấn một chuông nha để theo dõi những video giá cả mới nhất hàng ngày của mình. Bây giờ xin cảm ơn và xin chào tất cả mọi người nha.